Dạ, kính mời đại chúng chúng ta cùng chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là tối thứ bảy, ngày 17 tháng 8 năm 2024. Đặc biệt hôm nay đúng ngay ngày rằm tháng 7 âm lịch. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm để có sinh hoạt Phật pháp. Hôm nay chúng ta tụng kinh Vu Lan Báo Hiếu hồi sáng, chiều chúng ta tụng khai kinh Địa Tạng, tụng Địa Tạng và cúng thí thực. Tối chúng ta ngồi thiền và ôn tụng giới. Bây giờ chúng ta có buổi sinh hoạt cuối của ngày hôm nay, đó là chúng ta nghe pháp thoại. Đại chúng chiều nay có khỏe không? Có những vị ở xa đến. Và hôm nay là một ngày rất là đẹp, thời tiết tốt và một ngày rằm rất là trọn vẹn cho tất cả chúng ta ở tại đây. Thưa đại chúng, hôm nay theo truyền thống của Phật giáo Bắc truyền thì hôm nay chúng ta gọi là ngày tự tứ. Bởi vì theo lệ đó là mỗi năm các vị xuất gia đều có 3 tháng ở yên một chỗ để tu. Thì ở yên một chỗ đó thường được gọi là an cư. Chữ an là an ổn, cư là ở. Ở yên một chỗ gọi là an cư. Nhưng mà bởi vì chúng ta an cư vào mùa hè, cho nên chúng ta gọi là an cư kiết hạ. Tức là vào lúc mùa hè, cho nên chúng ta gọi là kiết hạ. Nhưng nếu chúng ta tổ chức an cư vào mùa đông thì chúng ta gọi là an cư kiết đông. Nếu chúng ta tổ chức vào mùa thu thì gọi là an cư kiết thu. Tùy theo hoàn cảnh, tùy theo thời gian hoàn cảnh mà có thể tổ chức những mùa an cư khác nhau. Nhưng mà phần lớn là tổ chức vào mùa hè, là bởi vì mùa này thường là mùa mưa. Mà mùa mưa thì đi lại rất là bất tiện. Mùa mưa đi lại rất bất tiện, cho nên sẵn nhân cái cơ hội đi hoằng pháp, đi làm việc phụng sự khó, cho nên nhân cái dịp này mà chúng ta ở nhà, ở yên một chỗ để tu tập, để thúc liễm, để lấy cái dịp này để chúng ta có nhiều thời gian tu tập. Cho nên phần lớn là tổ chức an cư kiết hạ. Rồi nếu nơi nào hoàn cảnh tốt hơn, thời gian tốt hơn, mình cũng có thể thêm một mùa an cư nữa, đó là an cư kiết đông, kiết thu, tùy theo hoàn cảnh của mình. Nhưng mà ít nhất một năm phải có một lần an cư. Thì người nào mà có an cư thì cái ngày hôm nay nè, ngày rằm tháng 7 này nè, là ngày bế mạc. Từ rằm tháng 4, rằm tháng 4 cho đến rằm tháng 6, rằm tháng 4, rằm tháng 5, rằm tháng 6, rằm tháng 7 là 3 tháng. Cho nên hôm nay được gọi là ngày, gọi là ngày tự tứ, ngày mãn hạ. Nó có nhiều tên gọi: mãn hạ, tự tứ. Tại sao gọi là tự tứ? Vì trước khi chúng ta được mỗi người mỗi nơi để tiếp tục cuộc hành trình phụng sự thì chúng ta sẽ mời người khác, các bậc cao hơn mình chỉ lỗi cho mình. Tại vì mình sống trong cuộc sống, chúng ta có những cái lỗi chúng ta tự thấy mà có những lỗi chúng ta không tự thấy. Mà ai thấy? Người khác thấy. Mà nếu như mình muốn cải thiện bản thân thì chúng ta phải mời người khác, xin người khác thương mình
mà chỉ lỗi cho mình. Tại vì mình muốn hoàn thiện bản thân. Còn nếu như mình bị chỉ lỗi mà mình giận, mình buồn, thì mình chưa phải là người biết tu tập. Người biết tu tập nghĩa là người muốn cải đổi. Cho nên chúng ta thường dùng cái từ là cải quá tự tân. Cải là đổi, cải là đổi, quá là lỗi. Tự là mự tự mình, tân là mới. Nghĩa là mình biết thay đổi cái lỗi để mình tự mình làm mới bản thân mình. Thì chữ Hán gọi là cải quá tự tân. Thay đổi cái lỗi của mình để chúng ta làm mới chính chúng ta. Cho nên trước anh ở chung với nhau 3 tháng làm gì cũng có chuyện. Có khi lỗi này từ đâu? Từ cái đi, đứng, hành xử, lời nói. Mà người ta cũng có thể thấy lỗi mình ở nhiều góc cạnh khác nhau. Ví dụ, có người thấy mình có lỗi, có người nghe mình có lỗi. Ví dụ ha, cái phòng kế bên đi ngủ, mình kế bên ngủ. Tối người ta nghe mình mở phim chưởng mình coi. Tối người ta nghe mình nói phone. Tối người ta có thể là nghe mình coi kia kịch, coi hài. Mình cười ồn ào, không ai ngủ được. Ta đâu có thấy, ta nằm kế bên vách, người ta không thấy, nhưng mà người ta sao? Nghe. Cho nên khi mình xin lỗi, mình thỉnh người ta chỉ lỗi nói sao? Hôm nay chúng tăng tự tứ, nghĩa là ngày hôm nay chúng tăng được mãn hạ, xin cầu thỉnh cái lỗi đó. Con tên gì đó cũng xin được tự tứ. Nếu mà Đại Đức thương con thì xin Đại Đức hãy chỉ lỗi cho con. Thấy con có lỗi, nghe con có lỗi, hay thậm chí nghi con có lỗi, xin chỉ cho con. Ví dụ như nằm kế bên, hình như thầy này không ngủ, 2 giờ khuya mà còn đang nói phone với ai á, thì nghi mỏng với phải thấy không? Thì nói cho thầy nghe. Nói hôm qua hôm kia vậy đó, tôi nghe có cái tiếng nói phone, có phải thầy không? Tôi nghi là hình như là thầy. Dạ thưa, không phải con. Nhưng mà nếu như cái vị đó không chỉ cái nghi của họ thì mình mãi mãi bị hoài nghi. Phải không? Cho nên người muốn, một trong những phương pháp để cho mình được tốt hơn là mình được người khác chỉ lỗi cho mình. Mà nếu người khác chỉ lỗi cho mình mà mình được vui vẻ, mình tiếp nhận, thì mình là người có cơ hội thay đổi, làm mới và sống tốt. Ở trong cái kinh Tư Lượng á, trong kinh Tạng á, có một bộ bản kinh tên là kinh Tư Lượng. Tư Lượng là gì? Nghĩa là mình phải tư duy và so lượng cái điều mình và người. Thì cái bản kinh này á, sau này được dịch thành một cái tên khác là kinh soi gương. Nghĩa là mình nhìn vô cái gương, cái kiến á, để mình thấy mặt của mình sạch hay dơ. Thì cũng như thế, mình nhìn người khác để thấy người khác tốt hay xấu, dở hay hay, để mình học. Thí dụ mình nói cái người đó đó hay làm điều đó cho nên mọi người ghét cái người đó lắm. Mình thấy điều đó cho nên mình tự nói với mình, người đó vì làm như thế cho nên bị đại chúng không thích. Tôi nguyện sẽ không làm những điều như thế, để tôi không bị rơi vào cái trường hợp là bị người khác không thích mình. Đó, nếu mình thấy dở của người thì tự mình phải học lìa cái dở đó, để đừng có lặp lại cái chuyện đó. Trường hợp thứ hai, nếu mình thấy ai tốt mà được mọi người thương quý thì mình phải nói rằng tôi muốn học được như người đó để được mọi người thương quý tôi. Cho nên cái kinh đó là kinh Tư Lượng. Và kinh này không phải do Phật nói. Kinh này là lời dạy này là do một vị đệ tử lớn của Đức Phật, đó là Ngài Mục Kiền Liên, đã dạy cho các sư đệ của mình.
Ngài Mục Kiền Liên nói: này các vị khất sĩ, này các bạn đồng tu, vì sao mà một người được nhận thức rằng không ai muốn nói chuyện với người đó, không ai thích tới gần người đó, tại sao? Thì Ngài Mục Kiền Liên mới đưa ra những nguyên do. Vì người đó hay thường khen, tự khen mình và hay chê người khác. Đó là một nguyên do làm cho người khác không thích tới gần người đó. Ngoài ra còn những việc khác nữa, như là hay gắt gỏng câu có. Vì gắt gỏng câu có cho nên thường hay thốt ra những lời gắt gỏng câu có. Rồi người ta hỏi lỗi mình, người ta chỉ lỗi thì mình lại chỉ trích trở lại. Rồi anh thì sao? Bộ anh hay hơn tôi à? Đó là chỉ trích trở lại. Hoặc là trả lời ngoài vấn đề để lộ sự bực bội, cho nên người khác sẽ không cảm thấy thoải mái khi sống, khi mặc dù có ở chung nhưng người ta không thích tới gần, mặc dù có thể ở chung nhưng người ta không nói chuyện với mình, mặc dù có ở chung nhưng tự động người ta né mình, thì mình tự cô lập lấy mình do cái cách sống của mình. Đó. Cho nên ngày hôm nay, ngày rằm này mãn hạ hết 3 tháng rồi, thì sẽ tổ chức một cái lễ gọi là lễ tự tư. Lễ đó đơn giản là các thầy tập hợp lại, xong rồi sẽ thỉnh, xin hỏi trong đại chúng đây có vị nào có thể bước lên để nhận lời tự tứ của chư đại chúng không? Thì thường là các vị thượng tọa, các vị lớn. Tôi xin kham nhẫn, nghĩa là tôi chịu được. Thì trong luật cũng dạy, một vị mà lên ngồi đó để tiếp nhận cái lời cầu thỉnh cũng phải đủ những cái điều kiện. Thí dụ nè, vị đó phải có cái tâm vô tư, không có vì thiên vị. Thí dụ như mình thích cái chú thầy đó quá, cái ổng có lỗi cũng không nói. Còn người kia mình không ưa, cho nên lỗi chút mình cũng làm cho nó to ra. Thì tâm này tâm thiên vị, không đủ tư cách ngồi lên cái chỗ nhận cái lễ tự tử đó. Trong luật giải đang quán. Cho nên người mà lên ngồi nhận đó cũng phải đủ những điều kiện. Tâm không có thiên vị. Và lời nói phải có những cái ái ngữ. Mặc dù người đó có lỗi, nhưng không nên nói những lời gắt gỏng, mà phải nói những lời ái ngữ để cho cái vị đó tiếp nhận. Thí dụ vậy. Rồi, ngày này còn được gọi là ngày chư Phật hoan hỷ. Tại sao? Tại vì chư Phật thấy tất cả các vị xuất gia đã hoàn tất 3 tháng tu học, thanh tịnh, được thêm một tuổi đạo. Cho nên đối với người xuất gia đó, hôm nay là sinh nhật nè. Hôm nay là sinh nhật của các vị xuất gia đó, tại vì mỗi người thêm một tuổi đạo. Còn sinh nhật ở ngoài đời, mình sanh, mình sẽ... đây là tuổi đời. Không? Tuổi đời. Mình không muốn lên, tới năm, tới tháng nó cũng lên tuổi. Vậy mà mình làm chuyện ngược đời, già mà đi chúc mừng. Chúc mừng sinh nhật. Nói đúng hơn là chúc mừng chỉ thêm một tuổi. Nghĩa là mình già một tuổi. Nhưng mà đặc biệt trong đạo, ai không an cư không có tuổi đạo. Có thể người đó tu 50 năm nhưng mà an cư có 3 lần à, thì người đó có 3 tuổi thôi. Cho nên các vị thấy, trong khi các thầy mà ngồi ăn cơm trong một cái buổi quá đường á, ngồi trên dưới sao phân biệt đó, tùy theo tuổi đạo, tùy theo cái năm tháng thọ giới mà các vị sắp. Để làm chi? Để cho nó có thứ lớp. Chứ trong đạo không có cái ý là phân chia cao thấp. Nhưng bây giờ mình không có một cái cách nào đó thì làm sao quy định cái chỗ ngồi. Cho nên phải có một cái cách đơn giản là lấy cái năm thọ giới tỳ kheo của vị đó để tính cái chỗ ngồi cho nó thứ lớp. Cho nên ngày này quý vị mở Kinh Vu Lan, quý vị sẽ nghe câu đó. Hôm nay chính là ngày tự tứ, ngày chư Phật hoan hỷ. Hôm nay chính là ngày chư Tăng tự tứ, đem pháp lành chú nguyện chúng sanh. Chúng con một dạ chí thành,
phụng đối trước Phật, trì tụng kinh chú vậy đó. Tức là mình nhân cái ngày lễ này. Còn cái chuyện lễ Vu Lan á, cái chuyện lễ Vu Lan mà một kiền liên mà cứu mẹ, đó là kết hợp thôi. Do sự việc xảy ra, rồi Đức Phật mới dặn ngài một kiền liên rằng thôi bây giờ thầy đợi đi, thầy đợi sắp đến ngày chư tăng mãn hạ nè, an cư nè, thầy hãy gì mà thầy hãy xin chư tăng vì mẹ thầy mà cầu nguyện cho mẹ thầy. Đó. Cho nên từ đó mới có cái lễ Vu Lan theo cái lịch sử, thì từ đó mà lễ Vu Lan là do mẹ ngài một kiền liên đọa, rồi ngài một kiền liên mới xin Phật cứu, thì Đức Phật mới nói sẵn dịp này chư tăng sắp mãn hạ đây, thầy hãy nên thỉnh chư tăng chú nguyện. Tại sao? Tại vì Đức Phật muốn xác định rằng một nghiệp lực của một người nào đó thì chúng ta không thể gì. Tại nghiệp nó có ba loại ha: cộng nghiệp, biệt nghiệp, định nghiệp. Thí dụ chúng ta ngồi đây, hiện nay ngồi đây, chúng ta là người Việt Nam thì chúng ta cộng nghiệp, nghiệp chung. Nhưng mà ngồi đây mỗi người mỗi cách sống, mỗi hoàn cảnh, mỗi phước báo, mỗi buồn, mỗi vui khác nhau hết, không ai giống nhau hết. Thì cái này gọi là gì? Biệt nghiệp. Cộng nghiệp là mình làm con chung của một gia đình, 10 người con, nhưng mà 10 người con có 10 cái hoàn cảnh khác nhau hết. Người thì được thông minh học giỏi, người thì học hoài không được, người thì đi đâu xin việc làm cũng dễ, người thì xin việc hoài không được, người thì xấu, người thì đẹp, vân vân, khác nhau hết. Thì cái đó gọi là biệt nghiệp. Nhưng mà cùng chung làm con của một gia đình đó gọi là cộng nghiệp. Nhưng mà có một cái gọi là định nghiệp là gì? Định nghiệp nghĩa là cái nghiệp đó đã được định rồi, không thể thay đổi. Cho nên Đức Phật có thể cứu cái khổ của chúng sanh, nhưng mà hoặc là giải những cái nghiệp bình thường, chứ còn định nghiệp thì Phật không chuyển được. Ví dụ ha, cái người đó họ phạm pháp giết người, bây giờ họ là con của ai đi nữa cũng không thể nào có một cái trường hợp là du di. Tại sao? Tại vì luật pháp đã quy định anh đó phạm tội gọi là hình sự giết người thì nhất định phải ở tù, có khi tử hình, có khi là chung thân, ví dụ. Thì cái đó gọi là định nghiệp. Còn anh này anh phạm tội ăn cắp thôi, ảnh tội đánh người thôi, ảnh vô trong đó nhốt ảnh 3 tháng, nhưng mà ảnh có hạnh kiểm tốt, có thể du di. Anh này là vì nóng nảy nhất thời, chứ bình thường cũng không đến nỗi, mà vô đây thấy hạnh kiểm tốt cho nên có thể cho ra sớm. Tại cái tội đánh người thôi, tội ăn cắp thôi. Còn cái tội khác đã định, đã quy định như vậy thì không thể thay đổi. Thì cái đó gọi là định nghiệp. Cho nên trong một cái cuộc tai nạn, có những người thoát, có những người không thoát. Và cái gì không thoát thì chúng ta gọi là định nghiệp. Cho nên nghiệp có thể thay đổi, nghiệp có thể thay đổi. Pháp Hòa ví dụ nè, mình có thói quen ăn cay, nhưng mà nếu một ngày nào đó bác sĩ báo cho mình biết rằng cái bao tử mình nó hư rồi, tuyệt đối không được ăn cay, mình có thể nhịn cay được không? Được không? Được. Tại vì cái đó là cái mới huân thôi mà. Mình mới huân có chừng 10 năm, 20 năm nay là ăn cay thôi. Rồi giờ bác sĩ bảo là không ăn nữa thì cái nghiệp này đổi được. Nhưng mà xin sám hối, ví dụ mình lỡ mình sanh ra, mình có tật, có nguyền, không được. Tại vì cái này là bẩm, bẩm sinh định nghiệp. Còn cái nghiệp mình nghiện thuốc lá, nghiện rượu, nghiện ăn cay, nghiện cà phê, nghiện ăn trầu, xỉa thuốc gì đó, mấy cái này mình được hết. Tại vì sao? Do mình tập thôi. Trước lúc mình sanh mình đâu có vụ này. Rồi do mình thói quen, mình quen với bạn bè, người ta rủ rê thì mình tập theo lần hai lần, riết nó ghiền vậy thôi. Nhưng mà cái này nếu mình thấy sai mình sửa được, mình thấy nó mang tới bệnh tật thì mình sửa được. Cho nên có những nghiệp có thể chuyển, nhưng mà có những nghiệp không thể chuyển. Cái nào không thể chuyển gọi là định nghiệp. Cho nên thí dụ như một người Phật tử mà sống mà lúc nào cũng nói thôi nghiệp, cái gì cũng nghiệp hết, thì cái người này sống làm sao? Không có cái tâm tích cực,
cái gì cũng đổ thừa cho nghiệp, cũng không có đúng tinh thần của đạo Phật. Không có đúng tinh thần của đạo Phật. Tinh thần của đạo Phật là không phải cái gì cũng đổ thừa cho nghiệp. Hay còn không thì nói là sao? Thôi tùy duyên đi. Cái này cũng không đúng nữa. Mặc dù Phật giáo có chữ tùy duyên, nhưng không thể tự ý tùy tiện dùng cái chữ tùy duyên nếu chúng ta chưa tạo duyên, chúng ta chưa có gieo duyên, chúng ta chưa có cố gắng để chúng ta tạo duyên, mà cứ tối ngày cứ tùy duyên sao được. Ví dụ con mình nó đi học về, nó nói má ơi má, con giờ con buồn quá, con không thích đi học nữa, con ở nhà thích chơi game mà. Vậy hả con? Thôi tùy duyên hả con ha. Vậy thì đứa con này nó làm sao? Nó dốt. Nhưng mình nghe nó vậy, sao vậy con? Trường nó con học không thích hả? Má đổi trường khác cho con. Nếu như mà cái trường đó nó làm cho con không thoải mái, mẹ sẽ tạo cái duyên khác, cái môi trường khác cho con. Hay là bạn bè ở chỗ đó nó không tốt, nó ăn hiếp con. Thí dụ vậy, mình cải cái duyên, mình tạo cái duyên khác, chứ đâu thể tùy duyên được vậy. Rồi thí dụ như bữa nào nó về, nó má má con thấy người ta hút thuốc, con thấy cũng thích quá, con muốn hút, tập hút thuốc được không? Vậy hả con? Ờ, tùy duyên. Đó, cái gì cũng tùy duyên là mình sẽ sống rào cái hoàn cảnh như vậy. Cho nên duyên, có những cái duyên xấu, mình phải tìm cách mình đổi nó đi. Ví dụ mình trồng một cái cây, nó nằm ở ngoài cái gốc nào đó, khuất nắng, yếu ớt, lá rụng, vàng, úa, hư cây. Thấy như vậy, chúng ta lập tức dời cây đó liền. Thậm chí phải lấy cái tay thấm luôn, coi có nó có bị, nó bị sao? Úng nước không? Nhiều khi nước nhiều quá nó thối rễ cũng không chừng. Thiệt, ai cũng thương nó hết, đi ngang tưới nó. Thiệt sự đâu có thương gì đâu. Người ta uống nước đó, sẵn tao không có chỗ đổ, tao chút vô cây. Rồi uống trà, ăn bánh, tao cũng dục vô nó. Rốt cuộc nó bị người ta tác hại cái duyên đó. Cho nên mình thấy như vậy, mình lập tức mình đem cây đó ra, mình đổ cái đó đất nước đó đi, mình làm cho nó sống trở lại. Đó là mình cải đổi, làm cho cái duyên nó tốt đi. Cho nên mình học Phật á, có những cái từ Phật học hay là những cái phương pháp, không phải chúng ta sử dụng như vậy rồi nói như vậy gọi là người hiểu. Cho nên thưa đại chúng, mình học pháp có học không? Phải học chứ. Mình tu mình phải học pháp, bởi vì quý vị đi nghe pháp nè, thấy không? Rồi mình học pháp rồi mình phải làm gì? Mình phải tư duy về cái pháp đó, mình phải suy nghĩ về cái pháp đó, coi nó phù hợp với mình không. Và nếu như phù hợp là mình có thể thực hiện được bao nhiêu phần trăm. Ví dụ người ta nói lại sám hối vừa tốt cho sức khỏe, máu huyết lưu thông, giúp cho mình không bị buồn ngủ. Tại mình ngồi mình đọc mình thiền hồi mình gật ngủ tới ngủ lui, giờ mình đứng lên lại xuống làm cho mình moving, mình có cái cơ hội mình hoạt động cơ thể, nó tránh đi được cái bệnh ngủ gật, vân vân. Nhưng mình cũng phải nhìn lại cơ thể, sức khỏe mình chứ. Người ta trẻ người ta làm vậy được, còn mình không có khỏe mà mình ráng kiểu đó thì được ngày thôi. Rồi mình nằm dài luôn, hỏi sao vậy? Tại vì tu là mình đổ thừa, thí dụ vậy. Cho nên học pháp rất cần, nhưng chúng ta phải tư duy về cái pháp chúng ta học. Vì vậy cho nên trong Phật mới gọi là sao? Nghe phải văn huệ, phải tư huệ, phải tu huệ, gọi là văn tư tu. Nhưng mà nói cho đúng chữ là văn huệ, tư huệ và tu huệ. Tại ba cái đó, cái nào cũng cần có trí tuệ hết. Trong quá trình tu mà anh không biết, anh không có trí tuệ, anh cũng hư sự nữa. Hư sự. Thí dụ như là người ta dạy mình, hướng dẫn cho mình nấu chè, nấu xôi gì đó. Người ta nói dạy nấu 3 lít nếp. Mình có người ăn mà nấu chỉ 3 lít. Thì tự mình phải biết chứ. Mình cần có nửa lon nếp thôi hay là một lon thôi. Thì mình giảm, tự mình cắt nếp thì tự mình cắt nước, tự mình cắt những cái khác luôn để nó phù hợp. Còn này nói thôi tôi ăn có ăn lon à.
Thành thử bớt nếp, cái biết đựng chuyện thôi, bớt nếp mà quên bớt nước. Cho nên nấu đúng cái kiểu nước 3 lít, theo cái công thức 3 lít nấu hồi nhão nhẹt. Thấy không? Như vậy, khi chúng ta làm việc gì, văn huệ, tư huệ và tu huệ, trong khi quá trình chúng ta thực hiện, chúng ta cũng phải có cái trí tuệ trong đó. Để không thôi chúng ta làm, rốt cuộc chúng ta tiền mất tật mang, và lúc nào cũng mang cái tiếng, cái danh là mình hành Phật sự, tu tập, không có kết quả. Thì không kết quả thì làm sao chúng ta có thể giới thiệu được cái pháp tu của mình cho một người khác. Đó, cho nên hôm nay á, trước khi mà chúng ta đi vào cái phần học kinh hàng tuần của mình, sẵn hôm nay là ngày rằm tháng 7, Pháp Hòa cũng nhắc thêm, nhắc lại để đại chúng nhớ. Ví dụ như ở đây á, năm nay là Pháp Hòa cũng có cái đề nghị với quý thầy chùa mình. Thời hành mỗi năm mình hay ăn cư kiết hạ, nhưng mà thấy thường mùa hè thì mình hay bị nhiều chương trình khóa tu đủ thứ hết, rồi khách khứa đủ thứ hết. Cho nên thật sự nói an cư chứ mình cư không an. Lăn xăng lo này lo kia nhiều quá. Pháp Hòa nói thôi, chắc là bắt đầu từ năm tới này, chúng ở đây mình sẽ không an cư nữa, kiết hạ nữa, mà mình sẽ an cư kiết thu hoặc là kiết đông, để cho tránh cái mùa hè đi, để chúng ta có thời gian chúng ta thực tập nhiều hơn. Đó. Thì Pháp Hòa nghĩ làm sao mình uyển chuyển tùy theo cái hoàn cảnh của mình mà mình thay đổi cái sự tu tập, cái thời gian để cho nó phù hợp. Đó, đó là một cái hình thức để chúng ta hiểu được rằng cái cách tu nó đơn giản, nó đòi hỏi cái người tu phải có cái tư duy, cái trí tuệ. Cho nên á, tu mà không học là tu mù. Nhưng mà nếu chúng ta học mà chúng ta không tu thì mình chỉ là cái gì? Cái vỏ đựng sách thôi. Cho nên á, mình hãy là người đọc sách, chứ đừng thành một cái kệ để sách. Còn không thì mình sách Pháp Hòa có cái bệnh sách gì cũng gom, nhưng mà không có đọc. Không có đọc, cho nên không biết gì hết trơn. Thôi thì bây giờ mình bắt đầu học kinh Kim Quang Minh ha. Đại chúng nào có quyển kinh xin mở trang 158. Nếu mình không đủ quyển kinh thì mình coi ké cũng được, còn không mình ngồi nghe cũng được. Mình đang ở mình đang học kinh Kim Quang Minh với chủ đề là ánh sáng hoàng kim. Hôm nay là kỳ thứ 35 và mình mới bắt đầu phẩm Tịnh Địa Đà Ra Ni. Thì cái đoạn kinh này á, Đức Phật dạy như thế này. Đức Phật dạy rằng á, cũng giống như là cái núi Tu Di có thể làm ra rất nhiều của báo, thì người nào mà có được cái tâm Bồ Đề á, thì người này cũng có thể chế tác ra rất nhiều những cái hạnh lành, những cái hạnh lành. Cho nên đây là một cái đoạn kinh ha. Hôm trước á, Đức Phật nói rằng á, người nào có tâm Bồ Đề, nghĩa là có cái tâm giác ngộ. Tâm Bồ Đề là tâm giác ngộ, tâm tỉnh thức, tâm thương yêu. Thì người nào có được cái tâm này mà giữ vững được cái tâm này, thì từ nơi tâm này có thể phát xuất ra rất nhiều những cái hạnh lành. Và trong đó cái hạnh bố thí, cái hạnh trì giới, đó là mình tuần trước mình học hai cái hạnh đó rồi. Bữa nay mình học qua cái hạnh thứ ba ở trang 158. Đó là do năm điều kiện mà Đại Bồ Tát thành tựu hạnh nhẫn nhục ba la mật. Quý vị thấy cái đoạn đó không? Hôm rồi mình nói bố thí trì giới rồi, bây giờ mình nói tới nhẫn nhục. Tìm được không con? Bây giờ là có năm điều kiện mà Đại Bồ Tát thành tựu được hạnh nhẫn nhục.
Nghĩa là có 5 cái cách, có 5 cái hoàn, 5 cái điều kiện mà mình muốn thành tựu được cái nhẫn không? Thì tại sao đây để dùng chữ Ba La Mật? Vì chữ Ba La Mật nghĩa là viên mãn, là rốt ráo, là trọn vẹn. Chữ Ba La Mật là vậy đó. Thí dụ như người ta hay nói với mình, tôi nói thôi mà anh nhịn được nó rồi, thôi nhịn Ba La Mật đi. Thì chữ Ba La Mật là nhịn cho tới rốt ráo, nhịn cho tới tận cùng của cái nhịn. Cái đó, cái gì mà chúng ta làm trọn vẹn là Ba La Mật. Rồi, bây giờ cái hạnh thứ ba của cái thể hiện cái tâm Bồ Đề là thành tựu hạnh nhẫn nhục Ba La Mật. Bây giờ 5 điều kiện để thành tựu này là gì? 1 là diệt ba độc tham sân si. Trong Phật giáo á, danh pháp số đó, ta tham sân si được gọi là tam độc. Thí dụ bữa nào người ta gặp mình, ta hỏi anh theo Phật phải không? Tôi hay nghe nói tam độc là gì thì tự mình biết, tham sân si. Ngược lại ta hỏi tam độc, người ta hỏi mình tham sân si trong Phật giáo gọi là gì? Nói tham sân si trong Phật giáo gọi là tam độc. Ngược lại ta hỏi tam độc là gì thì mình biết là tham sân si. Đây là mình nói gọn thôi, chứ còn độc nhiều lắm. Nhưng mà ba cái này là độc nhất. Ba cái này là nó chi tiết, nó là cái miên á. Cho nên ba cái này còn được gọi là gì? Căn bản phiền não. Tham sân si còn được gọi là căn bản phiền não, nghĩa là tất cả phiền não nó từ cái này. Cái này là cái gốc rễ mà có thể tạo ra cho mình bị khổ sở, tội lỗi. Bây giờ nếu muốn được cái nhẫn nhục viên mãn thì người này phải làm sao diệt được tham sân si. Tham thì có nghĩa là chữ tham á, nói cho đủ là tham lam, nghĩa là chúng ta muốn hơn những cái điều chúng ta cần. Còn nếu mà chúng ta chỉ muốn đủ cái nhu cầu mình thì không gọi là tham. Ví dụ như giờ mình khát nước quá, mình cần một chai nước uống thì lấy một chai. Nhưng mà mình không biết mình khát nhiều, nhưng mà thấy người ta để ra gồm 3 chai thì hai cái chai dư đó nó thể hiện cái tánh tham. Chứ thật sự ra anh cần nước anh uống một chai, trừ trường hợp anh có thể uống một chai và một chai nữa. Hỏi sao lấy nhiều vậy? Kệ, lấy dư. Mình còn biết luôn, mình còn xác định luôn, tôi đâu có uống dữ vậy, nhưng mà kệ, lấy dư. Tự mình nói cho người ta biết luôn. Hiểu ý không? Thì bây giờ á, người ta muốn nhìn cái tham, người ta nhìn cái cách mình ăn, người ta nhìn cái cách mình ăn. Ví dụ như trong chùa, đi vô chùa tu là được học á, chỉ được ăn những gì trước mặt. Thậm chí mình lấy cái tay mình với đủ cái tầm tay mình thôi, chứ chồm lên á, xin lỗi, chồm lên mà lấy cũng bị rầy nữa đó. Con lấy không tới phải không? Con thích món đó, con nhờ huynh đệ. Tại sao? Không có thể hiện cái tướng tham thô. Trong khi mình ăn, thấy cái món đó, muốn gấp cái đó, nhìn đi, rồi lấy ra đũa gấp đúng cái đó. Còn mình lấy ra đũa mình xới lên. Thì hôm rồi Pháp Hòa đọc một cái bản văn, người Việt mình ăn rất là văn minh nha. Có một cái bản văn dạy là người Việt Nam khi vào mâm cơm 50 điều không nên làm. Trong đó có một cái chuyện gọi là xới và gấp những gì mình thích. Ở trong chùa cũng vậy, đi vô chùa học oai nghi là một trong những cái oai nghi là thuộc về cái chương đó, là gọi là chương về ăn uống. Cho nên chữ tham là gì? Tham là mình, thật ra chúng sanh mình là mình sanh trong cái cõi này là cõi dục, cõi muốn hết á. Muốn ăn, muốn ngủ, muốn mặc, muốn uống, đủ thứ các thứ muốn. Nhưng mà phần lớn chúng ta ít khi nào chúng ta muốn đúng cái nhu cầu của mình lắm. Chúng ta muốn hơn không à.
Chúng ta muốn hơn không à? Thỉnh thoảng có những cái á, mặc dù là mình bỏ tiền ra mình mua, nhưng mà cái ý nghĩa của nó là thật ra tôi cần có một cái mà tại nó rẻ thôi kệ, mua thêm vài cái để dành, không hề có tội lỗi gì hết. Nhưng mà ở chỗ đó nó thể hiện rằng mình vẫn còn chiều sâu và mình có một cái tham nó tinh tế vậy. Để nhận biết thôi, để nhận biết rằng mình còn vướng vấp nhiều những cái đó, chứ không có phải nói vậy đến là mình đọa địa ngục gì cả, không. Để mình biết được rằng cái mình tu tới đâu và mình đã đạt được tới một cái cảnh giới gì trong cái sự tu tập thôi. Bây giờ ví dụ như giờ người ta đưa ra cho mình một lô những sách cho mình chọn đi, thì mình sẽ lựa cuốn gì? Cuốn nào mới nhất, đẹp nhất. Chứ mình đâu bao giờ lựa cuốn nào, mình nói thôi kệ đi, tôi không cần lắm đâu, tôi lựa cái cuốn cũ cũ được rồi. Thật ra cũng có những trường hợp như vậy, nhưng mà hiếm lắm. Đa phần là mình sẽ đi theo cái chiều thói quen của mình. Cái gì mà tốt nhất cho mình là mình nhận đó thôi. Mình tu là sao? Nghĩa là mình đủ khả năng mình nhìn lại mình thấy. Chứ còn nói tu không có tham, không có đúng, không có đúng. Mình còn sống trong cõi đời này là mình vẫn còn đang trong cõi muốn đó. Thử giờ lên nghe pháp mà. Lên nghe pháp đúng giờ vậy thôi, chừng tiếng rưỡi là dữ lắm rồi đó. Mà bữa nào mà lấn tới 1 tiếng 40 phút là sẽ thấy thiên hạ nhìn đồng hồ và bắt đầu chồm chồm, bữa nay nói dữ người ta. Chuyện rất bình thường. Cho nên mình vẫn biết. Cho nên mình muốn nghe pháp. Nhưng mà nếu như mà mình vẫn còn thời giờ khác để làm việc khác, cho nên cái bữa nào mình lấn giờ cái là bắt đầu mình khó chịu. Cho nên mình vẫn ở trong cái cõi tham, cõi dục. Nhưng mà khi chúng ta lấy một cái gì, chúng ta muốn một cái gì mà nó ngoài cái nhu cầu của mình, hoặc là mình đã đủ rồi, hoặc là mình không đủ khả năng tiếp nhận nó nhưng mà vẫn ráng lên, thì cái này bắt đầu mình rơi vào một trạng thái của tham. Có nhiều cái áo nó đẹp lắm nhưng nó không vừa, cũng ráng nâm vô. Tại sao? Vì trong các cái áo cái này đẹp nhất. Mà tại sao mình nói vậy? Tại thỉnh thoảng mình cũng rơi vô trong trường hợp vậy đó. Cái áo này may đẹp nhất, vải tốt nhất, chỉ có tiếc cái là tôi mặc hơi không vừa thôi. Và bắt đầu mình tuyên bố một câu, nó không sao, để tôi ráng nhịn. Ráng nhịn ăn để mặc cho được cái áo này. Tham. Nhưng mà hễ cái tham mà cái muốn của mình mà nó không được á, thì mình sẽ làm sao? Khó chịu, phiền não lắm. Thì cái đó dẫn tới cái gì? Sân. Muốn mà không được là đi tới cái buồn phiền, gọi là sân, tức giận. Hoặc là ai đó nhận được cái đó mà mình hụt, gọi là sân. Chẳng hạn như mà mua hàng hóa mà người ta mua trước mình thôi, mình bực bội, mình sân. Rồi khi mà mình cứ ôm ấp mãi hoài, không thấy rõ được vấn đề, thì gọi là si. Cho nên thí dụ như cái si là gì? Si là mình không thấy rõ mà mình còn đắm chìm mà cố chấp, thì nó thêm chữ nữa là mê, gọi là si mê. Tham thì có tham lam, sân thì có sân hận. Tại sân là nỗi nóng lúc đó thôi, nhưng mà sau đó tất cả những cái tức giận đó nó rơi xuống trong cái tâm thức của mình, và lúc nào cũng gặp cái người đó là lườm lườm khó chịu. Ủa ai chọc gì đâu, bữa nay không gây nữa, nhưng mà tại sao mỗi lần mình gặp người đó là con mắt mình nó khác đi, cái miệng mình nó khác đi, người đó đi tới đâu là mình trề theo tới đó, phải không? Con người đó đi tới đâu là mắt mình nó hấy, nó nguýt, nó lườm theo tới đó. Không có lộ cái tướng sân nữa, nhưng mà lộ cái tướng hận, tức buồn phiền. Cho nên tham thì có tham lam, sân thì có sân hận, si thì nó dẫn tới si mê. Cho nên người mà một cái mối tình nào đó mà người ta đã nói cho mình biết là người ta không có thích mình, mà mình vẫn ôm cái mối tình đó, hoặc là tự mình trồng một cái cây si, người ta hay kêu là trồng cây si, hay là si tình. Thật ra trên đời này không phải chỉ có si tình đâu,
Si là mình không thấy được cái nhiều thứ lắm. Cho nên người nào mà vì mình không có giảm được tham sân si, cho nên mình không đạt được cái chỗ nhẫn nhục ba la mật. Chữ nhục là gì? Chữ nhẫn nhục là gì? Là một sự chấp nhận. Chấp nhận và chuyển hóa. Hai là không hề quý tiếc thân mạng. Nói như vậy không có nghĩa là mình thí mạng cùi. Dạ không phải. Chữ quý tiếc thân mệnh đây có nghĩa là gì? Cái là mình sẽ chịu cực, chịu khổ, đem cái thân, cái cuộc sống của mình, cái khổ của mình để mình đạt được một cái nhẫn nhục viên mãn. Phá Hoài ví dụ, mình ở xứ tuyết, có những buổi sáng thức dậy đi làm, mà bây giờ là đỡ ha, mình có cái remote control, mình bấm cái đề xe mình nó đề lên. Mấy chục năm trước đâu có cái máy đó, thì mình phải đi sáng ngủ dậy, mình phải đi ra ngoài, mình mở cửa xe, rồi mình đem cái chìa khóa vô, mình đề máy xe lên. Rồi sau đó mình làm gì nữa? Mình lấy cây, mình quét tuyết. Trời ơi, nội cái buổi sáng thôi là mình mất hết 10-15 phút trước khi đi làm. Phải vậy không? Đó là nói những người có xe. Còn những người không xe phải đi xe bus. Thì sao đây? Nếu không hy sinh cái lạnh của cái thân này, thì làm sao đi làm có tiền nuôi gia đình, làm sao tới trường để đi học được. Mình mới nói cái lạnh thôi. Còn nếu ngược lại, những người ở xứ nóng, người ta làm ở ngoài một cái chỗ nóng nảy, mồ hôi, mệt mỏi, nhưng người ta cũng phải hy sinh vì đây là sự sống của người ta. Thì mình tu cũng vậy. Mình tu cũng vậy. Mình tu là mình phải hy sinh, đừng có tiếc cái sự mệt nhọc của thân thể. Thí dụ như lên ngồi thiền mà không có chịu khó ngồi lâu, ngồi chừng 5-10 phút thôi, hay là tới giờ ngồi thiền trốn, không có đem cái thân của mình để mình chịu khó chịu nhọc như vậy, thì làm sao mình đạt được cái sự tu tập về thiền định. Còn ăn uống, dĩ nhiên có những ngày mình đầy đủ sung túc, nhưng có những ngày không có gì để ăn, thậm chí chỉ có nước tương hay cháo hay rau, vẫn phải nhẫn nại ăn cho no bụng qua bữa. Cái mục đích của mình là ở yên trong chùa để mình lo tu hành. Thì cái chữ hy sinh thân mạng này có nghĩa là chúng ta biết hy sinh cái lao, cái vui, cái vui bình thường của con người mình để mình đạt được cái mục đích của mình. Thưa đại chúng, có nhiều buổi sáng, trời ơi, mà buổi sáng đó mình mà được ngủ thẳng cẳng là mình là hạnh phúc nhất. Nhưng mà cơ khổ một cái, mình đã đề ra một cái chương trình tu quá trời, không lẽ giờ chúng người ta lên, người ta đi tụng kinh, mình trong này mình ngủ. Đó, ví dụ vậy đi. Hay là ngược lại nè, ai mà đăng ký khóa tu, nếu mình muốn ngủ thì ở nhà mình ngủ mất đất rồi, mắc chi bút một cái vé bay từ ở xa tới gia nhập vô khóa tu, mà rốt cuộc 5-10 sáng mình ngủ đủ 10 sáng. một ngày 3 pháp thoại giữ có 1 buổi à. Tức là mình không có chịu, nghĩa là không tôi mệt lắm, thế này thế kia. Đôi lúc mình cũng phải hy sinh. Thậm chí thầy mà dạy mình á, vì mình ưa thích quá giờ giấc, hy sinh cái giờ giấc ngủ nghỉ của mình để đi học. Quý vị thấy mấy người ta học võ không? Vì muốn học được võ công, thầy hẹn mình nửa khuya nửa đêm mình cũng ra mình học nữa. Tại vì giờ đó là cái giờ thầy truyền đạt, thì mình phải hy sinh cái giờ ngủ của mình để mình đi học võ. Cũng như thế, mình phải hy sinh thời gian của mình, thân, cái sức của mình, để mình có được cái thời gian mình tu tập, mình học hỏi. Hồi Pháp Hòa làm sa di, trong những cái mùa an cư, Pháp Hòa đi làm thi giả cho quý thầy,
buổi trưa, sáng, trưa, chiều, ba buổi hầu cơm, đem y áo, quần áo quý thầy đi giặt. Mà quý vị một mình mà mình phải lo cho mấy chục thầy, mà làm rất kỹ. Thầy nào Pháp Hòa mang đồ xuống, Pháp Hòa đánh dấu hết. Thí dụ thầy số 1 thì bao nhiêu đồ của thầy đó đánh số 1 hết. Thầy số 2 đánh số 2, làm cái danh sách để khi mình xếp y phục của quý thầy vào, mình trả lại đúng thầy đó. Pháp Hòa làm thị giả, giặt quần áo y phục của quý thầy, không có sai sót cái nào hết. Trời, nhiều khi mà vừa làm vừa ngáp, sáng sớm mình tới tối, nhưng Pháp Hòa rất hạnh phúc. Tại vì mình biết rằng mình đang được ở trong một đạo tràng, được chăm sóc cho chư tăng, để các thầy yên tâm tu học. Mình nhỏ, mình mới vào chùa tu, mình tạo phước. Rồi bây giờ Pháp Hòa ví dụ khác. Mình muốn học chữ Hán thì tự mình ban đêm thức, mình cầm viết, mình tự mình quệt ngoạc mấy cái chữ mình muốn học. Mình muốn học tiếng Anh thì mình phải hy sinh một chút xíu cái giờ ngủ để mình học tiếng Anh. Nói chung lại, mình muốn thành tựu cái gì thì mình phải hy sinh cái giờ giấc của mình nữa. Giống như Pháp Hòa nói với mấy chú mới vô tu, ngoài giờ làm việc của chúng, ngoài giờ tụng kinh với chúng, con nên tìm thời giờ riêng của con để con lên con lại sám hối. Nghĩa là mình không đụng vô cái chung, nhưng mình phải hy sinh thêm một giờ ngủ của mình nữa để mình lên mình sám hối. Hoặc là mình hy sinh thêm một giờ nữa để mình thức, thức một chút. Một mình đi ngủ sớm cũng được, nhưng mà thức sớm một chút để học kinh, để làm việc. Mà thưa đại chúng, mấy chục năm nay Pháp Hòa toàn là vậy không? Nghĩa là giờ nào đại chúng cần mình là mình đem hết thời giờ mình cho đại chúng. Rồi giờ nào cho mình đây? Chỉ biết lấy cái giờ ngủ nghỉ của mình để làm việc cho riêng mình. Muốn soạn kinh, muốn soạn bài, muốn làm cái gì là chỉ khi nào không ai còn réo mình nữa mình mới làm, chứ còn không thể nào làm khác được. Muốn viết cái bài gì đó, viết không có được, ban ngày là viết không xong. Mới vừa ngồi cái góc cốc cốc, rồi 5-10 phút nhóm, 15-20 phút nhóm, cái mới quay lưng vô ngồi cốc cốc cốc, mà ngày mấy chục cái mỏ cốc vậy. Không làm được gì hết. Thì bây giờ muốn viết cái bài đó cho nó trọn vẹn thì làm gì? Chỉ có giờ khuya thôi. Thí dụ Pháp Hòa muốn coi lại cái chương trình cho ngày mai đó, khuya nay mới ngồi làm chứ sáng giờ không làm được gì hết. Thì đại chúng nhớ cái chữ mà không hề quý tiếc thân mạng, có nghĩa là chỗ lửa người ta vậy mà nhảy vô, không làm không phải vậy. Nghĩa là đừng có cung phụng cái thân mình nhiều quá. Thời gian mình có được, mình phải làm một cái gì đó. Trong kinh Pháp Hoa nói, có một ông vua ông đánh trống, ai mà truyền cho ta cái pháp. Cuối cùng có người đó sẵn sàng truyền, nhưng mà người này phải làm người ở. Trong kinh kể, cái người này nằm ngồi xuống để cho cái ông đó làm cái ghế ngồi. Nói những cái đoạn như vậy để làm gì? Để nói lên rằng cái ý chí ngã là mình muốn cầu học đến mức độ như vậy. Cho nên Pháp Hòa thấy mà mấy thầy, mấy cô, mấy chú mà ai mà chịu khó mà học một cái, nhiều lúc trong cái mùa an cư, Pháp Hòa thấy mấy chú cầm cái tập học học giới mà có nhiều người còn ham học chữ Hán, ngồi mà nuốt chữ Hán, hy sinh lắm. Nhưng mà mình thấy được chính cái chỗ này là chỗ thành tựu. Còn hễ buồn ngủ cái chiều đi ngủ, muốn ăn cái đi ăn, ai rủ đi chơi đi chơi, còn giờ gì nữa làm gì giờ. Nhưng mà buông ra thì mình hy sinh cái thời giờ mình nhiều quá cho những cái việc không cần thiết. Thế thì mình không hy sinh thêm cho cái cuộc đời của mình thì cũng có năm tháng tu, nhưng mà nó không đi được xa, nó không hiểu được nhiều. Giờ cái chữ tiếc, không tiếc thân mạng là vậy.
không có ý mong cầu ngủ nghỉ an ổn, thấy không? Không có ý mong cầu ngủ nghỉ an ổn, nằm đâu có chỗ ngã lưng là được rồi. Giống như Pháp Hòa hay kể những năm tháng mà các anh em mà ở bên làng Làng Mai mà tu học những năm 90, 91, 92, 93, 94 dài cho tới năm 2000, suốt bao nhiêu năm đó cực khổ vô cùng. Nhưng mà phải giờ nhìn lại sau cái lúc đó, nó hay một cái là không một thanh niên tăng nào thối chí tu nha. Lúc đó là tu chung với nhau là hai mấy không á. Ăn không đủ no, ngủ không đủ ấm, thèm đủ thứ, trái cây cũng không có đủ để ăn, nước tương cũng không có nước tương ngon để ăn. Vậy mà chưa bao giờ ai ngồi xuống mà chán nản trên con đường tu. Bây giờ nhìn lại mình thấy lúc đó mình ngộ thiệt. Đúng là cái chỗ, cái tâm trí tu hành của mình nó có rồi, thì mấy cái đó nó không là cái vấn đề gì của mình hết. Thèm một cọng, thèm rau, thèm trái cây, biết là mình thèm, nhưng không vì những cái đó mà mình bỏ cuộc. Đúng như kinh Phật dạy, nơi nào thiếu ăn mà có tu phải ráng ở. Tại vì cái mục đích của mình là được chỗ tu học. Còn nơi nào mà cho mình ăn không mà không cho mình tu, đi sớm đi. Còn nơi nào mà không có ăn mà cũng không có tu luôn, ở đó chết giấc luôn. Còn nơi nào có ăn mà có tu, ngu gì cũng ở. Còn ngược lại, nếu chỗ đó mà có tu mà thiếu ăn, thiếu mặc cũng phải ráng mà ở. Thành nữ ra nhiều khi ở trong một cái hoàn cảnh nó thiếu thốn vậy đó, mình mới thấy được cái ý chí của mình. Cũng giống như hồi chùa Trúc Lâm mới lập đó, ngủ tường cửa sổ rồi nó hở hết trơn, ra ngoài cái hành cái phía hiên này mà ngủ, tối ngủ dậy mặt mình nó như cục nước đá vậy. Cái chén mà để cúng cô hồn sáng mai là thành nguyên cục nước đá, thì quý vị biết ở ngoài đó nó lạnh cỡ nào. Vậy mà vẫn ở để mà tu. Quần áo không có cái tủ để đựng nữa. Mấy cái thùng sữa mà mấy cái tiệm nó bán 4 cái ga lông trong một cái ca đó, là Pháp Hòa nhà hồi đó ở chùa đó là 3-4 cái thùng đó là đồ đạc, tập vỡ, quần áo mình nằm trong mấy cái thùng đó. Mỗi một lần muốn lấy gì là bưng lên bưng xuống vậy. Đến khi mà mình được cái đơn mà đóng bằng 4 miếng dán, dở lên dở xuống cho mình mừng, giống như mình được một cái rương vàng vậy đó. Cái ý chí. Không có ý mong cầu ngủ nghỉ an ổn. Ba là suy nghĩ đến nghiệp ngày xưa, gặp khổ nhẫn chịu. À, muốn đạt được cái chỗ nhẫn nhục ba la mật không? Gặp cái chuyện gì khó khăn á, mình đừng có trách bây giờ. Trời ơi, tôi thấy tôi cũng ăn hiền ở lành, tôi đâu có làm gì xấu đâu mà khổ với tôi. Thì trong này dạy mình sao? Hãy quán đến cái khổ của ngày trước. Nghĩa là đời trước mình có làm gì đó. Đời này tuy không, nhưng đời trước có thể có. Pháp Hòa nhớ Ngài Hư Vân á, Hòa Thượng Hư Vân á, là Ngài sống đến 120 tuổi. Ngài tịch năm 1959. Lúc Ngài tịch là Ngài 120 tuổi rồi. Ngài sanh vào cuối thời Mãn Thanh. Mà suốt cuộc đời tu hành của Ngài á, Ngài chịu cực chịu khổ lắm. Mà thậm chí Ngài bị người ta đánh bằng bả súng á, đánh mà tới học máu mà xỉu trên giường luôn. Nhưng mà Ngài nói một câu như vậy: cuộc đời của tôi á, mỗi khi mà tôi thấy tôi gặp một cái khổ nạn gì đó, thì tôi thường quán rằng đây là những nghiệp quả của quá khứ, cho nên tôi không buồn trách ai hết. Cho nên mình thấy được cái nghiệp, mình tư duy về cái nghiệp quả của quá khứ, thì đời này tất cả cái gì nó đến mình nhận. Mình nhận, nhưng mà mình đừng có nhìn cái hiện tại. Hiện tại tôi có làm gì đâu. Có những cái quá khứ anh làm mà anh không biết, có khi vô tình, có khi cố ý. Có những cái mình làm rất vô tình, nhưng mà nó hư sự mình đâu có biết.
Thí dụ ha, mình trồng một cái cây cổ thụ, lúc mình trồng nó bé lớn, nó có chút nị à, chứ mình trồng sát vách nhà mình quá, 20 năm sau cái cây nó to, nó bắn cái rễ vô trong cái lòng nước, cái nguồn nước của mình, nó tự nhiên nhà mình bị ngạt cống. Thì cái người mà người ta chuyên viên, người ta tới, người ta soi, người ta mới thấy rằng á, do cái cây cổ thụ này nó bắn vô cái building nhà mình, nó bắn luôn vô cái nguồn nước của mình, cho nên cống rãnh gì của mình, rễ nó mọc đầy hết trơn, nó bị ngập nước. Thì họ phải lấy một cái máy, họ đưa vô trong đó để họ xây hết những cái rễ đó cho nó nát ra, cống nó thoát. Hồi xưa chùa Trúc Lâm cũ mình bị vậy đó. Nghĩa là những cái cây cổ thụ của chính phủ họ trồng trước á, nó sát với cái building của chùa á, cho nên rồi tự nhiên một ngày kia là cống nó ngập lên. Thì thợ họ vô họ soi, họ mới thấy rằng do những cái rễ cây nó bắn vô làm cái cống rãnh mình bị hết. Như vậy mình nói, ủa tôi đâu có làm gì đâu mà nghe cống, tôi xài rất kỹ, tôi lọc đồ rất kỹ, nhưng mà anh quên rằng đâu đó có những cái rễ mà anh trồng cách đây 10 năm, 20 năm mà anh không hề nghĩ tới, đúng không? Có những cái trước kia mình làm mình đâu có nghĩ tới cái hậu quả. Đó, bây giờ hậu quả nó tới rồi đó. Thì cái hậu quả nó tới thì chừng này mình sao? Ăn năn thì việc đã rồi. Minh minh biển khổ, luân hồi cực thân. Trót vì tay đã nhúng chàm, dại rồi thì biết khôn làm sao đây? Truyện Kiều đó. Truyện Kiều có hai câu đó. Trót vì tay đã nhúng chàm, dại rồi thì biết khôn làm sao đây. Cho nên mình luôn luôn quán nguyện những cái gì nó đến trong đời này chắc hẳn phải có nguyên do của quá khứ. Nhờ quán như vậy cho nên mình sao ẩn nhẫn mà không có trách phiền ai, mà cố gắng vượt qua. Gặp khổ nhẫn, gặp khổ nhẫn chịu, bốn là từ bi cứu giúp chúng sinh thành tựu căn lành. Nếu như mình bị khó khăn, nhưng đừng bao giờ vì ghét ai mà tạo cho họ thêm rối rắm. Quý vị hiểu không? Mình bị bế tắc khổ thôi, nhưng không để người khác rơi vào giống mình, mà phải lấy lòng từ bi, biết cái này khổ lắm, cho nên phải giúp người ta đi, để người ta đừng có khổ giống mình. Thường thường mình sẽ sống theo một cái khuynh hướng rất bình thường, đó là gì? Tôi khổ rồi tôi cũng muốn người khác khổ theo. Cho nên người ta hay nói cái chỗ đó có tai nạn trước đó phải không, thì vài thời gian sau ngắn như vậy chỗ đó cũng tai nạn y như vậy. Rồi lâu ngày mình kêu cái chỗ đó nó có cái gì? Nó có cái huông, tai nạn liên tục. Tại sao ta nói vậy? Vì người ta quan niệm rằng ai mà gặp nạn ngay chỗ đó thì người đó sẽ lẩn quẩn ở vùng đó để đi tìm một người khác phải tai nạn giống như họ vậy, họ mới cam tâm. Đó là họ, người xưa có một người số người ta quan niệm vậy. Thì ở đây mình muốn đem một cái ví dụ rằng á, trong này dạy mình, trong kinh dạy á, nếu như mình gặp cái cảnh khó khổ, nhưng đừng vì như vậy mà không khởi lòng từ bi cứu giúp chúng sanh để họ được thành tựu. Mình thất bại vì mình có kinh nghiệm rồi, nên chỉ cho người ta đường đi nước bước cho nó đàng hoàng, để người ta không có thất bại. Mình không biết mình làm nó sai, trật giờ mình lãnh nợ đây, thì mình thấy người khác sắp sửa đi vào trong con đường đó, thì mình phải khởi lòng anh kinh nghiệm của tôi là tôi hồi sau tôi đi y chang anh vậy đó, anh đừng làm chuyện đó nữa. Có ai nhớ đoạn này trong kinh nào không? Kinh Địa Tạng phẩm thứ 8. Có những người đi lạc đường, có vị thiện tri thức nắm tay người đó dẫn ra khỏi rồi. Anh ô hay, anh có đạo lực gì mà đi vào con đường này? Nói xong rồi, nói cho họ nghe xong rồi, nhắc dặn họ ra rồi, dặn nữa, anh nhớ nhắc người khác nghe không? Đừng để họ đi lạc vào con đường này nữa nghe không? Cái gì làm được cái đó? Chỉ có cái tâm lượng đại bi mới làm được. Thấy mình đã từng lạc đường sai lộ thì không mong ai cũng giống mình nữa.
Quý vị hiểu được chỗ đó không? Cho nên đâu, cái chuyện tu hành đâu cần chỉ nói ghê gớm, nói gì xa xôi mà làm được đâu. Chỉ nói cái chuyện mình khổ và cũng đừng mong cho người khác khổ. Vì vậy mà mỗi buổi sáng ngủ dậy á, chúng ta phải làm một cái thiền quán. Thiền này gọi là thiền rải tâm từ. Rải tâm từ nha, sáng ngủ dậy. Hôm nay là ngày mới, con nguyện cho con được bình an. Con nguyện cho những người thân của con cũng được bình an. Con nguyện cho những người xung quanh con, những người con không quen biết được bình an. Ba cái này dễ rồi đó. Cho mình, cho người thân, cho những người xung quanh mà mình không quen biết. Rồi cái này hơi khó nè. Con nguyện cho những người làm khổ con cũng được bình an. Trời ơi trời, tôi thánh thần gì kêu tôi làm kiểu đó. Nhưng mà anh không làm được như vậy là anh khổ tiếp. Tại sao? Tại họ không an, thì anh cũng sẽ biết tại họ. Như vậy thì bây giờ họ làm khổ mình, nhưng hãy ráng nguyện cho họ an. Tại vì họ an rồi thì họ không làm khổ người khác, mà trong đó có mình. Hiểu ý không? Như vậy thì cái người mà họ an á, thì mình mới an theo. Nó làm chuyện gì ngộ vậy? Tôi cầu cho người mà người ghét tôi, hại tôi cũng được an. Đúng vậy. Và đó, chỉ có phương pháp đó thôi. Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Mình sợ bị lây bệnh, mà giờ phải gần với cái người đó, thì giờ mình muốn đừng lây nữa thì người đó phải làm sao? Phải hết bệnh. Cho nên anh ráng đi, ráng chăm sóc cho họ hết bệnh. Họ hết bệnh rồi, anh có ở chung phòng với họ, anh cũng không lây bệnh. Còn họ còn bệnh thì anh cứ tới lui là anh cũng vướng, không sổ mũi nhức đầu, anh cũng sụt sịch theo họ. Đơn giản thôi. Cho nên rải cái tâm lành của mình ra, từ bản thân mình cho đến người thân mình, những người mình không quen biết và những người làm khổ mình. Nghe thì vô lý nhưng mà thật sự rất chí lý. Rất chí lý và rất đúng đắn. Tại vì cái người nào mà còn chưa an thì nhất định mình sẽ bất an với họ. Còn họ đã an rồi thì mình sẽ an, mình sẽ được yên thân với họ. Cho nên Pháp Hòa, bây giờ Pháp Hòa quý vị nhìn mấy đứa nít nè. Nếu một đứa con nít nào mà nó chạy, nó con cháu mình á, mà mình muốn cho nó yên, nó ngồi yên, mà nó để cho mình làm việc, tụng kinh, làm việc thì làm gì đây? Nó phải có cái gì đó, nó bám vô đó, nó thích. Thí dụ như mình cho nó cái máy game, thí dụ vậy đó. Đây là mình đưa ví dụ chứ không phải là cái game là cái chính. Nhưng mà đưa một cái ví dụ để chúng ta thấy khi nó an thì mình mới yên. Còn mà nó lung tung là mình phải chạy theo nó. Vậy là chúng sanh cũng vậy. Cho nên bốn là từ bi cứu giúp chúng sinh thành tựu được căn lành. Ai cũng có căn lành hết, nhưng mà có thể họ không thành tựu được. Nhưng mà nếu như mình có khả năng nên thành tựu cho họ. Mình nói một cách khác nè, nói cái khác nữa. Thí dụ như cái người đó, người ta thích tụng kinh niệm Phật. Bây giờ người ta đang muốn xin một cái quyển kinh đó. Mình tìm cách mình tặng cho người ta quyển kinh đó, để người ta cũng được đọc cái kinh đó như mình. Mình nghe người ta ăn chay, mình tìm mọi cách để cho người ta được ăn chay. Hồi nãy có một gia đình tới thăm từ xa, đi mười mấy tiếng đường xe. Rồi mà Pháp Hòa mời ăn cơm thì ta nói giờ ta đói quá, hồi nãy ta ăn dọc đường rồi. Pháp Hòa nói thôi ăn dọc đường, nhưng mà có thể lát tối về khách sạn sẽ đói. Mà trong đó có người ăn chay, cho nên tự thân Pháp Hòa xuống, tự nguyện luôn. Nghĩa là tự nguyện là mình tự khởi ý là nên lấy một hộp cơm về khách sạn, tối đói có ăn. Và hơn nữa quý vị ăn chay khó tìm thức ăn, ăn mặn thì nó dễ, ăn chay khó.
tự mình khởi lên và tự mình đi làm cái việc đó. Cho nên nhiều khi á, thí dụ ha, ai mà bước vô chùa mà lễ Phật mà mình biết người ta ở xa tới đó, không cần đợi người ta mở miệng chùa có cơm không cho tôi ăn, ta khó nói lắm. Mình phải là người khởi xướng trước. Quý vị dùng gì chưa? Nếu như trường hợp mình không còn cái gì mà mình nấu một gói mì cho người ta ăn, người ta vẫn hạnh phúc. Tại vì lúc đói thì cái gì ăn cũng được. Nhưng mà mình sẽ rất hạnh phúc hơn là vì mình đã sống được bằng cái tâm đó. Mình sẽ sống được cái tâm là mình biết lân mẫn, mình biết nghĩ cho người. Và có những cái người ta khó nói, nhất là chuyện tế nhị, ăn uống vân vân, tự mình phải. Tại mình làm chủ động, mình làm chủ, mình có của người ta ở xa. Cho nên á, mình tu tập á, mình có biết là cái lòng từ bi của mình nó được nhích lên chút nào không á, thì mình hãy đừng, mình thương mình là chuyện bình thường rồi. Nhưng mà mình hãy nhìn lại coi mình có thương được người xung quanh mình không, mình có thương được người xung quanh mình chút nào không. Và nếu mình thấy rằng mình có bắt đầu có tâm thương yêu, quan tâm tới người khác, mình hãy vui vẻ bằng lòng và nói với chính mình đã có được một sự thấm nhập được Phật Pháp, mà trong đó là chất liệu của từ bi. Có những đứa nhỏ người ta ẵm nó lên đây, nó bệnh đủ kiểu bệnh hết, mà người ta nghĩ mình như thách. Nhưng mà mình hiểu được cái tâm, mình hiểu được cái tâm ý, cho mình tùy thuận ra là và hướng dẫn gia đình lễ Phật, cho một dây chuỗi người ta đeo hay là cái tượng Phật gì đó. Nhưng mà người ta cảm nhận như một cái sự gia trì mà mình thương mà người ta hạnh phúc. Hồi nãy có một gia đình tới, đứa nhỏ nó bệnh quá, mà bây giờ nó đâu có làm gì, mình đâu có làm gì hơn, thôi Pháp Hòa lấy cái hình Phật dược sư, rồi cũng đem cái tâm lực mình chú nguyện vô đó, thôi anh chị đem về dán trên tường nó lột phải không, rồi thôi nếu mình dán nó tháo bị nó tăng động mà, anh chị để dưới cái gối cho cháu. Rồi thay vì mỗi lần mình nghĩ tới nó mình khóc á, tắm rửa cho nó niệm Phật, nấu cơm cho nó ăn mình niệm Phật, làm bất cứ việc gì cho con mình cũng đều niệm Phật hết, cầu nguyện hết. Thay vì mình cái đầu mình nó trống trơn, nó không khởi gì hết, thì mình hãy khởi cái tâm nguyện, gửi con mình, gửi cái tâm nguyện mình vào đó. Vậy thì mình nuôi con không phải chỉ ở chăm sóc cái mặt bên ngoài thân thể của nó, mà mình khởi tâm, mình giao tiếp, mình giao tâm với nó bằng cái thánh thiện. Cho đây là năng lực của tâm. Và những ai có con như vậy thì đừng nghĩ rằng đó là cái nghiệp của mình, mà phải quán nguyện rằng đó là cái nguyện của mình. Mình nguyện làm cha mẹ của một đứa bệnh hoạn này, để mình chăm sóc nó ngoài cơm ăn áo mặc, mà mình còn chăm sóc nó bằng Phật Pháp, bằng giáo pháp. Cũng giống như mình là một Phật tử mà mình nuôi chó nuôi mèo vậy đó, thương nó, lo cho nó, nhưng mà phải khai thị cho nó, phải niệm Phật cho nó nghe, và phải nói những cái lời nhắc nhở nó, đừng nghĩ nó không biết. Tại vì bình thường mình kêu đứng dậy nó đứng, mình kêu ngồi nó ngồi, thì cái chuyện mà mình khai thị, mình nói chuyện phải quấy nhân quả cho nó nghe, nó hiểu chứ. Có một con chó, Pháp Hòa tới nhà nó sủa quá trời quá đất, mà nó ai nó cũng sủa hết á. Thì cái ông chủ á, ông mới nói thầy nói sao cho nó bớt sủa. Pháp Hòa nói cái nó hết sủa luôn. Ông phone tới nói thầy nói gì nó hết sủa. Tôi có nhớ tôi nói gì đâu. Nhưng mà có lẽ mình nhắc nhở nó, mình biểu nó hiền lành bớt vậy đó. Cho hồi xưa trên Tây Thiên có hai con chó, không phải hai con chó này, trước đó nữa. Rồi có một con á, nó tới nó hiền lắm, mà con kia thì dữ. Rồi mấy vị mới chạy tới kêu Pháp Hòa đặt tên cho hai con chó. Pháp Hòa mới đặt tên cho một con chó hiền á là con chó chuyển nghiệp. Còn con chó mà hung dữ đặt tên con chó phục thiện.
Nghĩa là mày dữ quá, mày ráng mày phục thiện đi. Còn con hiền thì có ngày được chuyển nghiệp, cho nên hai con đó giờ nó đi đâu rồi không biết. Nhưng mà hai con chó đó là đặt con phục thiện, một con chuyển nghiệp. Cho nên á, mình nuôi con cũng vậy, mình nuôi những cái con thú mà trong nhà cũng vậy, chó, mèo gì đó, mình thương nó, mình chăm sóc nó, nhưng nó có duyên với mình đó. Đời này nó có duyên với mình mà nó đã được làm con của một nhà Phật tử nữa, mà mình không đem cái Phật pháp mình khai thị cho nó uống đó. Khai thị cho nó. Rồi bây giờ cái thứ cuối cùng là năm là mong được vô sinh pháp nhẫn. Vô sinh pháp nhẫn là gì? Nhẫn nó có ba loại. Nhẫn nó có ba loại nha. Mình nhẫn giữa con người với con người thì gọi là sinh nhẫn. Sinh nhẫn giữa con người với con người nữa. Rồi mình nhẫn được thời tiết nè, mình nhẫn được hoàn cảnh nè, thì gọi là pháp nhẫn. Thí dụ như mình là thích đi tu, ngày vô chùa xin đi xuất gia tu, vì mình mới đầu mình tưởng đâu trong đó toàn là thiên thần, mình tưởng đâu là tịnh độ bông sen được không, ai nhờ vô hồng không, mà hồng nào cũng gai quá trời luôn. Mình nhẫn được những người đó thì gọi là sinh nhẫn. Thức khuya dậy sớm, làm việc trong chúng, ăn uống có cơ cực, thí dụ tất cả những cái hoàn cảnh gì đó chúng ta chấp nhận được thì gọi là pháp nhẫn. Hay là quý vị ở xứ ấm tới đây, thương chùa, thương thầy đến đây, trời ơi nó rung từ sáng tới tối, tại ở chỗ tôi ấm dữ lắm. Tôi qua cái xứ này vì nghe mùa hè mà nó như mùa đông vậy. Mà thiệt sự xứ của mình nó mùa hè hè chứ cũng lạnh à. Ai không quen là người ta thấy lạnh lắm. Cho nên mình ở đây được, mình chấp nhận được. Ai mà lên Tây Thiên là biết, ngày bốn mùa. Có buổi trưa thì nóng, sáng với tối thì lạnh. Các vị mới than nói trời ơi sao xứ này ngộ quá ha. Nói trời, người nó cũng bốn mùa mà. Đúng không? Con người cũng bốn mùa mà cũng lúc nóng lúc lạnh cũng bất thường lắm chứ. Nhưng mà cái nóng lạnh mà của thời tiết thì mình lại mặc áo và mình ra áo. Thì nóng lạnh của con người thì mình biết lúc nào nói chuyện, lúc nào im lặng, ý chán thôi, có khác gì đâu. Chỉ cần biết cách. Chỉ cần mình biết cách. Cho nên Pháp Hòa hay nói đùa, mình mà thương rồi thì cỡ nào cũng có cách, mà không ưa rồi cỡ nào cũng có cớ. Không, thích rồi thì mình muốn làm cái đó rồi là nhất định sẽ có cách, mà không muốn làm là có cớ. Chờ anh thương anh thích rồi có cách, mà không chịu là có cớ. Mình cứ hễ thấy trời lạnh thì mình làm áo lạnh, trời nóng thì mình quạt. Thì đối nhân cũng vậy thôi. Người nào mà mình có những lúc có người mình tới gần mình nói nhiều một chút, tới người thì mình chỉ chào hỏi, có người thì mình đứng xa xa, có người mình nhìn tướng, bắt đầu tu pháp môn né tránh. Mình cũng lòn lách mình sống được. Thì sống nhẫn với con người gọi là sinh nhẫn, nhẫn với hoàn cảnh thì gọi là pháp nhẫn. Nhưng đạt tới cái thứ ba là gì? Gọi là vô sinh pháp nhẫn. Nghĩa là mình có được một cái pháp nhẫn nhục mà tâm mình không còn sinh khởi gì nữa hết. Tại sao? Vì mình biết các pháp nó như vậy, như vậy. Ví dụ mùa đông lạnh, không lẽ giờ mùa đông nào mình cũng bực bội, mình ra mình chỉ cái ông trời ở trên đó, mình nói ông kỳ cục lắm nghe, giờ này bên Úc người ta ấm muốn chết mà ông ở đây ông rơi tuyết hoài, cái này mình không biết gì hết. Nhưng bây giờ mình ở xứ lạnh thì phải có tuyết. Thí dụ vậy đó. Ở xứ lạnh thì đường phải trơn, mà hãy trơn thì mình phải đi cẩn thận. Nghĩa là tâm mình không khởi một cái niệm buồn phiền về tất cả sự việc gì nữa cả, mà mình biết rằng tất cả các pháp nó phải là như vậy. Con người mà người ta được thì người ta vui, người ta mất thì người ta buồn. Đó cũng là một pháp. Chỉ khi nào mình nhận chân ra được cuộc đời nó là vậy,
Cho nên mình không có còn buồn phiền gì với những cái tánh tình như vậy, cuộc sống như vậy, tâm mình bình. Cái chỗ này không có nghĩa là mình phớt lờ, mình mặc kệ, không phải nha. Nhưng mà mình thấu đáo được cái chỗ đó, cho nên tâm mình bình an mà vẫn tùy thuận. Vẫn tùy thuận mà tâm mình an lắm, vì mình không có còn buồn phiền gì nữa hết. Tại vì mình biết các pháp nó phải đi tới cái con đường như vậy. Thì cái trường hợp này đó, chúng ta gọi là vô sinh pháp nhẫn, nghĩa là không còn phải sinh khởi một cái nhẫn nhục gì nữa hết mà nó bình an như vậy. Thí dụ hồi đó mình nghe cái chữ thầy chùa mình bực lắm. Cái một ngày nào đó ai ê thầy chùa nó ờ thầy đúng thôi, mình ông thầy trong chùa thầy tới kêu thầy chùa. Tức là mình nhận ra được một cái câu nó nhẹ lại thì tự mình khởi khởi tâm gì nữa hết. Mặc dù cái ý người ta gọi chữ thầy chùa nó có nặng đó, trong cái từ ngữ nó rất đơn giản, ông thầy trong chùa kêu thầy chùa. Nhưng mà tại vì mình người ta hay gọi cái từ đó nó bằng một cái ý nó không có dễ thương, cho nên mỗi lần mình nghe cái tự nhiên mình cảm thấy khó chịu. Bây giờ mình đem cái khó chịu của mình xuống, mình chịu khó đổi chữ lại thôi. À, anh có kêu tôi thầy chùa, giờ tôi quán là tôi thấy tôi ông thầy ở trong chùa thì anh kêu tôi thầy chùa, đơn giản vậy thôi. Tôi không có thấy cái chữ nó nặng nề gì, khỏi khởi gì, hồi xưa khởi không biết nó nghĩ gì mà nó gọi mình vậy. Thí dụ vậy, nghĩ gì à, thấy cái đầu không có tóc ở trong chùa thấy kêu thầy chùa, đơn giản vậy thôi. Thí dụ như người ta thấy mình lượm cái đó lên, mình nói gì cái ta đi ta nhìn nó sao, ta nói ê ăn cắp, nhưng mà thật tâm mình không có ăn cắp. Nhưng mà cái hành động của mình có thể làm cho ta nghĩ khác đi. Giống như cái người đệ tử bị người ta nghi oan, bị bắt vô trong cảnh sát rồi điều tra, nửa ngày sau thả anh về. Anh về chùa anh khóc, anh định nói với thầy là anh bị oan là do cái sự trong sạch của anh. Nghe xong ông thầy phạt anh thêm nữa. Tại sao thầy phạt con? Con bị người ta nghi oan, thầy không thương thầy còn phạt. Thầy không có phạt con gì hết, thầy phạt cái bộ gió của con. Cái bộ gió là gì? Con cũng có cái tướng ăn cắp làm sao nên ta mới nghi chứ. Tại sao bao nhiêu người mà ta không nghi ăn cắp mà người ta nghi con? Vậy thì phải nhớ chỉnh đốn lại bộ gió, nghe không? Nhiều khi mình là người ngay thật nhưng cái bộ gió mình làm cho ta nghi ngờ quá. Đó. Hôm nay lẽ ra dự trù là mình học tới mấy mấy hạnh nữa, sao mới con hạnh hết giờ rồi. Rồi thôi nhẫn nhục học tiếp kỳ sau. Thưa đại chúng, là hôm nay mình học được một cái trong kinh dạy á, để thể hiện được cái tâm trí tu hành của mình thì mình phải thể hiện cho được cái tâm nhẫn nhục. Mà nhẫn nhục bằng cách nào thì theo như tinh thần của kinh này thì đưa ra 5 việc ha. Dứt 3 độc, không hề tiếc thân mạng, suy nghĩ đến nghiệp của ngày xưa mà chịu khổ nhẫn, từ bi cứu giúp chúng sanh để thành tựu căn lành cho họ, và cuối cùng là mong được cái vô sinh pháp nhẫn, nghĩa là cho tâm mình bình an dù bất cứ cảnh duyên nào, mình không có sinh khởi buồn khổ nữa, tại vì biết các pháp nó phải như vậy thôi. Thí dụ một người đó họ ở trong một cái hoàn cảnh bị ăn hiếp quá, thì đôi khi mình phải thấy cái tâm tánh gọi là bảo thủ, gọi là lúc nào cũng phòng thân. Nhưng ngược lại một người mà sống lúc nào cũng được đầy đủ vật chất tiền của thì họ rơi vào cái trạng thái phung phí, xài bất chấp. Cho nên mình biết nhìn mọi cái nhân duyên để tâm mình được bình an và không có trách hờn mà thấy được cái nhân duyên đó. Một cái người mà người ta sống cơ khổ, cho nên khi người ta có của, một là người ta biết thương người khó, hai là người ta bắt đầu siết lại hết, tại người ta sợ nghèo lắm. Người ta vì người ta sợ nghèo cho nên có bao nhiêu người ta thu gom, người ta càng
người ta càng sống bảo thủ hơn vì không muốn chi, ta sợ nghèo. Nhưng những người khác thì ngược lại, chứ cũng có hai trạng thái. Từ một người nghèo mà đến cái giàu, nó cũng có hai cách sống. Mình hiểu được tất cả mọi cái pháp đó, cho nên tâm mình nhận mà không trách. Rồi cái người nào mà họ keo kiết quá thì mình lại từ từ mình tìm cách mình nhắc nhở để người ta mở lòng để chia sẻ. Còn người nào mà biết gọi là bố thí giúp đỡ thì mình lại trợ duyên thêm cho người đó. Mỗi người mình đều có cái cơ hội để mình trợ duyên hết đó. Như một cái cây, nếu cái cây nào nó tươi tốt nhưng mà nó làm sao, nó mọc tùm không có trật tự, thì mình phải xén bớt, cắt bớt cho nó gọn. Nhưng ngược lại, một cái cây mà nó eo uột quá, nó không có phát triển, thì mình lại phải thay đất, tìm cách cho nó phát triển. Cũng một hành động chăm sóc cây, nhưng mình biết được bản chất của mỗi cây, của mỗi hoàn cảnh để chúng ta trợ duyên. Thì trong nhà Phật á, các tổ hay thường gọi là đạo dưỡng nhân. Cái đạo lý mình dưỡng nuôi một con người, hễ một con người mà nó giỏi nhưng mà nó hay mua mai, giống như Tu Ngộ Không vậy đó, thì phải đốn nó bớt, tỉa nó bớt, để nó đừng có phóng túng. Như một người nào yếu ớt quá, eo uột quá, mình phải phát triển lên. Chứ không phải thấy cha nào héo héo thì mình đem đi mình bỏ nó, mà mình chưa có cố gắng mình tạo duyên nuôi dưỡng nó. Thôi thì tối hôm nay mình học một cái hạnh thứ ba của tinh thần trong cái phẩm kinh này, thể hiện tâm Bồ Đề bằng cách nhẫn nhục, và có 5 điều kiện để thành tựu được cái nhẫn nhục này. Trong cái mùa báo hiếu Vu Lan á, là cũng một cái mùa mà để chúng ta tự nhắc nhở mình. Mùa này là để cho nhắc nhở chúng ta biết quan tâm những người xung quanh của mình. Mà một trong những cái mà chúng ta có thể sống chung và hạnh phúc được, đó là chúng ta cố gắng nhẫn nại. Chỉ có cái sự nhẫn nại nó mới thành công được trọn vẹn thôi. Cho nên đại chúng thấy không có ai mà thành tựu được cái gì mà không có cái lòng nhẫn nhục, nhẫn nại. Ngay cả vợ chồng cưới nhau còn phải đeo một chiếc nhẫn mà. Đó, đeo một chiếc nhẫn vô trong tay để biết rằng kể từ nay anh đang đeo trong người anh một cái bảo bối. Tại sao người ta phải đeo vô làm chi vậy? Để người ta thấy anh đeo chiếc nhẫn đó, người ta biết anh là người đã có gia đình. Mà người đã có gia đình tức là anh có bổn phận với gia đình. Và cái bổn phận này anh đeo trên tay, nó không có gì ngoài cái chữ nhẫn nại. Nhẫn sắc, nhẫn dục, nhẫn những cái câu chuyện hàng ngày đó. Cho nên Khổng Tử cũng dạy: tôi chưa bao giờ thấy một người nào mà nhịn sắc dục được. Thì tất cả mọi thứ nếu không có cái sự nhẫn nhục thì khó mà thành công. Từ cái việc đời, việc đạo, cho đến việc học hành, việc làm ăn, việc giao tiếp, cũng như là đời sống gia đình, vợ chồng. Không có cái nhẫn nại thì không thể ăn chắc mặt bền, ăn đời ở kiếp được. Chúng ta sẽ làm hư sự, chờ cố gắng. Và người tu ngày nào cũng đắp y hết. Người tu không đeo nhẫn, nhưng mà người tu có đắp gì? Đắp y. Mà cái y đó tượng trưng cho gì? Y nhẫn nhục. Cho nên trong kinh Hoa Phẩm Pháp Sư, một vị pháp sư mà muốn đi giảng pháp, vị pháp sư này cũng phải đủ 3 điều kiện. Thứ nhất, phải mặc áo Như Lai. Thứ hai, phải ngồi tòa Như Lai. Và thứ ba là phải vào nhà Như Lai. Vào nhà Như Lai là nhà từ bi. Mặc y của Như Lai là y nhẫn nhục. Mà ngồi tòa của Như Lai là ngồi cái tòa tất cả các pháp đều là không, chẳng qua là duyên hợp giả có. Cho nên mình không thấy nó thật có, cho nên mình không bị vướng bận cái gì hết.
từ cái chùa, nhà, danh vọng, tất cả cái gì mình có đều là giả có. Người ta gọi mình cái gì đi nữa cũng trật hết trơn á. Ta gọi mình ông thầy, tại vì bây giờ cái tướng không có tóc, mặc cái áo này thì cứ ông thầy thôi. Và có những người cũng lầm tướng vậy. Ví dụ có những người cư sĩ nam đó, vô chùa rồi mặc bộ đồ vặt hò, rồi mặc cái áo tràng, cái áo đầu, thì vô ta cũng tưởng ông thầy vậy. Đúng không? Cho nên tướng rõ ràng tướng ông thầy, mà sao nó giả đừng kêu em bằng thầy. Vậy thì duyên có mặt nhưng mà giả. Cho nên danh cũng giả, tướng cũng giả, do duyên có mặt thôi. Hiểu được cái đó cho nên mình đi đứng bình an, không có bị vướng bận, để làm tròn cái trách nhiệm là một vị pháp sư của mình. Cảm ơn đại chúng. Chúc đại chúng về ngủ ngon. Là ngày mai chủ nhật, đúng ngày ngày rằm, sáng 6 giờ chúng ta ngồi thiền, 6 giờ rưỡi chúng ta lại sám hối, 10 giờ sáng ngày mai chúng ta có lễ Vu Lan. Đó là chương trình của ngày mai ha. Mong đại chúng dành thời gian để tham dự. Hiếm khi nào mình có được một ngày rằm tháng 7 mà đúng ngay ngày chủ nhật như này. Dạ. Yeah. Chúc đại chúng an lạc. Bây giờ chúng ta hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận, nguyện đoạn pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Xin đại chúng xả chân chút.